Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối của ngày 18 tháng 8 năm 2022. Lời đầu tiên vẫn là mong các bác hãy nhìn xuống dưới và đăng ký kênh, hãy like video. Tôi rất cảm ơn các bác và mọi người. Xin thưa với các bác và mọi người, hôm nay thì chúng ta có quá nhiều tin. Từ cái việc mà rất bất ngờ khi mà cái vụ liên quan tới bà nhàn AIC thì đã tới Quảng Ninh và một số nhân vật cả trong chính quyền lẫn là bên phía của công ty bà nhàn AIC thì cũng đã bị bắt tạm giam và khởi tố trong một vụ án thứ hai. Chúng ta có quá nhiều tin. Pháp lệnh thì cũng đã bỏ cái đoạn mà cấm livestream và cái đoạn nhà báo phải trình cái thẻ rồi cái giấy giới thiệu công tác vân vân. Đó là những cái mà chúng ta có thể nắm được. Những vụ án đang ra tòa là của ông Trần Văn Nam thì cũng đã có những cái tình tiết có thể nói rằng là rất rất hay và rất song phẳng. Những phiên tòa như thế thì chúng ta được quan sát thì chúng ta mới học hỏi nhiều chứ ạ. Đúng không ạ? Thế nhưng ấy, hôm nay thêm một cái tin nữa mà có lẽ nhiều bác và nhiều người cũng quan tâm. Như các bác nhìn thấy thì đây là trên trang chủ của tờ báo Thanh Niên. Đó. Đây là trang chủ của báo Thanh Niên thì các bác có thể thấy rằng là báo Thanh Niên đã để một cái gọi là một cái bài viết ở trang chủ như thế này. Đó là công an đã đề nghị, nghĩa là công an thành phố Hồ Chí Minh thì đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là trên báo Thanh Niên. Còn đây là báo Tuổi Trẻ để các bác có thể thấy có tựa đề như vậy. Đó chính là công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng. Và rất nhiều người cũng đã nhắn tin cho tôi khi mà cái bài báo này được phát hành. Nhưng trước hết thì chúng ta hãy vào để xem nội dung của bài báo thế nào và chúng ta bình luận sau nhé. Công an thành phố, nghĩa là cơ quan cảnh sát điều tra ở công an thành phố Hồ Chí Minh thì đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Theo đó thì bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị truy tố vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, vân vân. Vào khoảng tháng 3 năm 2021 thì thông qua các tài khoản trên mạng xã hội YouTube và TikTok thì bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều cái buổi livestream như thế này. Livestream để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau và được nhiều người theo dõi, chia sẻ và bình luận. Tại các buổi livestream thì bà Hằng đã có những phát ngôn nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhiều nghệ sĩ. Bà Nguyễn Phương Hằng thì đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet để tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp với nội dung là thông tin không kiểm chứng liên quan tới đời tư của người khác. Trong đó có sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Và vừa rồi thì có một thông tin thế này. Thì vừa rồi đến tháng 3 năm 2022 thì cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố Hồ Chí Minh thì đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can và thực hiện cái lệnh bắt tạm giam để tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Quá trình điều tra thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Minh thì đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân liên quan đến làm việc như là ông Đặng Anh Quân, ông Nguyễn Đình Kim, ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà và bà Nguyễn Thị Mai Nhi. Cơ quan cảnh sát điều tra thì đang trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Thì sau khi có kết quả giám định thì chúng ta sẽ thấy rằng là cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm như thế nào. Đó là những cái thông tin có thể nói rằng là cô đọng và đơn giản về vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng có lẽ phải một nửa Việt Nam là hoặc thậm chí là 2/3 người Việt lúc đó là biết tới bà Nguyễn Phương Hằng. Nói đến chuyện của bà CEO Nguyễn Phương Hằng á thì tôi có thể nói thế này. Một người bạn thì một người em thì có nhắn tin cho tôi và hỏi rằng là anh nghĩ thế nào. Thì tôi xin chia sẻ thẳng thắn. Đó là tôi cũng rất là tiếc và thương cho và có thể nói rằng là thương cho số phận của bà Kim Hằng, Nguyễn Phương Hằng. Các bác ạ, đôi khi ấy, chúng ta phải suy nghĩ thế này. Khi mà nổi tiếng ấy, thì cái sự nổi tiếng nó rất nguy hiểm. Càng nổi tiếng càng nguy hiểm. Thế thì nguy hiểm đầu tiên đó là cái gì?
Thì báo cáo các bác rằng là nguy hiểm đầu tiên chính là bản thân mình. Cái vầng hào quang ấy, nó sợ lắm. Nó sợ cực kỳ luôn. Cho nên là khi càng nổi tiếng thì càng phải giữ mình. Báo cáo các bác là thế. Càng phải giữ mình. Khi càng được nhiều người biết tới thì mình càng phải chỉnh chu. Và thật sự là mình càng phải khiêm tốn. Thực tế, nổi tiếng cũng là một cái nghề. Và nó không có cao quý hơn những nghề khác. Và có các bác như vậy. Bây giờ tôi đi ra đường thì tôi gặp rất nhiều. Tôi đi đám hiếu tại nhà một người bạn cũng gặp có bác là ra bắt tay. À, rồi tôi đi uống cà phê, thỉnh thoảng có bác cũng ra. Thậm chí là đi tập thể dục thì có những cái bác ấy đi xe đạp qua bác cũng giơ tay chào. Rất nhiều những cái kiểu như thế. Nhưng mà qua đó thì chúng ta thấy rằng là nghề cũng là một nghề thôi. Nó không có hèn hơn nghề khác. Nhưng bảo là cao quý hơn thì cũng không cao quý. Về mặt nào đó thì nó bình đẳng. Bình đẳng. Cho nên ấy, khi mà cái vầng hào quang hay là cái sự nổi tiếng ấy, nó bám vào mình này, thì nó hại mình đầu tiên. Tôi nói nguy hiểm là bởi vì nó hại mình đầu tiên. Nó làm cho mình bị ảo tưởng và cho rằng là mình có một cái loại sức mạnh để mình có thể rằng là quyết định những số phận của những người khác. Nhưng thực tế mình không có quyết định được. Mà thực tế nó chỉ là có sự thật, là lẽ phải, là chân lý thì nó mới quyết định được thôi. Sự việc của bà Phương Hằng thì nếu như dừng ở mức độ phong trào sao kê thì hoàn toàn ổn. Thì hoàn toàn ổn. Và các bác là như thế. Nếu mà dừng ở phong trào sao kê, bởi vì nó đúng và nó được sự ủng hộ. Thậm chí rất nhiều người trong chính quyền, cán bộ, lãnh đạo cấp cao lúc đó là cũng nhiều người ủng hộ cái việc này. Và có một quan điểm rằng là ủng hộ rằng là sao kê minh bạch, đó là một cái chìa khóa, bởi vì nó là lẽ phải, nó là chính nghĩa. Cho nên khi mà nói về điều đó thì rất là ok. Nhưng khi mà bước sang một cái tà rồi, nghĩ rằng là mình có cái quyền rồi, mình có nọ có kia rồi, thì lúc này nó là một cái vấn đề khác. Đó. Ví dụ như là khi nói rằng là người này là đẻ thuê, người này là thế nọ thế kia, rồi rằng là người này chiếm đoạt số tiền này, số tiền kia. Chúng ta có quyền nghi ngờ và chúng ta là cho họ một cái gọi là sao kê để minh bạch, để mà tránh cái sự nghi ngờ đó. Nhưng mà chưa gì đã kết luận họ là kẻ ăn cắp, chưa gì đã kết luận họ là một người đẻ thuê, nhân phẩm tồi tệ vân vân. Trong khi đó không trưng ra được một cái bằng chứng nào, không nói được một chuyện gì cả. Tôi chỉ lấy ví dụ như là chuyện với cô Kim Oanh chẳng hạn. Đó, đúng không ạ? Thì rõ ràng là bảo cô ta là để thuê, bảo cô ta là nói kia, là làm gì có chứng cứ nào đâu. Không có chứng cứ. Thế cho nên bắt đầu từ đấy là có vấn đề. Bắt đầu từ đấy là có vấn đề. Có nghĩa rằng là lúc này cái sự ảo tưởng nó làm cho rằng là mình là cái người không thể bị làm sao cả. Có rất nhiều người giống như là bà Dương Phương Hằng. Ở mức độ nổi tiếng thì như vậy. Hay rằng ngồi ở một cái vị trí ghế lãnh đạo cũng vậy. Cũng nghĩ rằng là mình là người không thể đụng đến. Hay rằng là mình có nhiều quan hệ cũng thế. Như là bà Thanh Nhàn, AIC vân vân. Cũng nghĩ rằng là mình là người không thể đụng đến. Thế nhưng mà khi làm sai thì sớm muộn gì cũng bị thôi. Cái bản ngã nó rất kinh khủng. Thế cho nên là tôi rất là cảm thấy rằng là thương bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu như mà dừng lại, biết điểm dừng của mình ở cái chỗ đó thì lúc này nó đã khác. Thế nhưng mà khi bắt đầu rằng xa vào, nghĩ rằng là mình nọ mình kia và bắt đầu đi đấu tố người khác, một phong trào đấu tố rất nguy hiểm. Một phong trào đấu tố có thể nói rằng là dùng những ngôn từ lời lẽ xúc phạm, miệt thị, không chứng cứ. Nó như một cái cuộc chửi nhau quy mô lớn ở trên mạng, chứ không phải là một cái mà chúng ta đang cổ suý, đó là thượng tôn pháp luật, đó là có chứng cứ, đó là có nghi vấn, đó là có logic, đó là có cơ sở sở cứu, chứ không phải là những cái lời mang tính chất rằng là bịa đặt, đơn đặt bịa chuyện, đúng không ạ? Cho nên bà Hằng là phải trả giá cho mình là cái hoàn toàn và chính xác. Nhưng nếu mà để cho tôi một cái mức án nào đó thì tôi nghĩ rằng là với cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng thì những cái ảnh hưởng của bà Nguyễn Phương Hằng và những cái hậu quả của bà Nguyễn Phương Hằng gây ra thì nó cũng chưa đến cái mức độ, nghĩa là nó chưa đến cái mức độ
có thể nói rằng là chưa đến cái mức độ nặng nề. Chúng ta nhìn thấy thì cũng ảnh hưởng tới một số cá nhân thôi, ví dụ như bà Kim Oanh hay là Hoài Linh hay là một số người khác như bà Hàn Ni vân vân. À, nó cũng chỉ dừng ở mức độ danh dự, thế nhưng mà bây giờ thì danh dự của họ thì cũng đã được bồi hoàn rồi, cũng đã được mọi người biết thế rồi, là không có vấn đề gì rồi, đúng không ạ? Thế cho nên rằng là để mà cái hậu quả đến mức độ lớn là phải trả giá nhiều năm thì tôi nghĩ rằng là chưa tới mức độ đó, nên có lẽ thì chỉ nên phạt khoảng tầm 6 tháng hoặc là 1 năm tù, hoặc là án treo, hoặc là cấm xuất hiện vân vân trên mạng xã hội gì đó, tùy, thì chỉ dừng ở đó thôi. Chứ còn nặng quá thì thành ra nhiều khi nó phản tác dụng và người ta nghĩ rằng là cái việc bà Nguyễn Phương Hằng này nó lại mang một cái màu sắc chính trị thì tôi nghĩ rằng là không ổn. Tất nhiên những cái điều này á, thì chúng ta sẽ phải chờ, bởi vì những cái chủ thể liên quan tới câu chuyện và khởi tố bằng cái Phương Hằng thì phải có bị hại. Thì ở đây bị hại của vụ này thì chúng ta sẽ xem rằng là như thế nào trong đợt tới và diễn biến các phiên tòa, và chúng ta xem rằng là các chứng cứ hay là các cách suy diễn hoặc là cách thế nào đó của bên phía luật sư hay là các căn cứ của bên viện kiểm sát, cơ quan điều tra là ra làm sao, để chúng ta cũng phải biết tự điều chỉnh những cái hành vi của mình, đặc biệt là những người mà hay thích chửi bới nhau ở trên mạng. À, chúng ta thấy rất nhiều người thích chửi bới nhau trên mạng, đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều, buổi tối tốt lành. Và nhớ đừng quên like video, đăng ký. Tôi rất cảm ơn các bác và mọi người.